Này coi cái bông hồng của mình nè các bạn. Ồ quá trời bự nè. Nở ra giống như cái chảo. Nó nở bung cái này ra luôn. Nó bung cái này ra luôn cái nhìn giống như mà cái lòng chảo vậy đó. Đó. À, này nè, bông quá đẹp luôn, xuất sắc. Bự như cái bàn tay mình vậy. Nè. Quá trời bự. Đẹp xuất sắc mà thơm nha, rất là thơm, nó thơm mà đứng ở đây mà nó thơm phức luôn, thơm dễ chịu lắm, thơm như dầu thơm nhé. Bên kia bông hồng màu vàng cũng đẹp mà. Ngoài đây cũng có mấy cây bông màu vàng nữa. Màu vàng này không, nó nở chứ nó không giống kia không, nó nở nhưng mà nó kia nó nở bè bè ra luôn, nó có cái lồng trống luôn, còn mấy cái này nó nở nhưng mà nó vẫn cái cánh nó còn đứng. Quá đẹp không. Này màu vàng. Mình đây hồng phấn à, hồng phấn bự dữ nữa. Bự nè. À, cái này đẹp nè, này đẹp xuất sắc nè, màu hồng này nè. Cái này đẹp nhất, cái này đẹp nhất nè. Cái này cái bông hồng này cái cánh nó cà lọn 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 xạ cho à, chứ nó không có giống như mấy cái bông hồng kia cái cánh ta đều đều. Cái này cánh nè, cái nụ nhau nè, cánh lọn xạ hết à. Quá đẹp. Chiều nay mấy cái bông này nó cũng đẹp đó. Nè, màu vàng đẹp, màu đẹp vàng mà nó đậm đà sức sắc. Màu là hết trò chơi. Cái này có nó có mình có nhiều loại các bạn. Cái này các bạn thấy cái màu vàng ha, trong nó hơi đỏ đỏ đậm ha. Đỏ 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 đậm ở trong ha. Bên đây là nó khác nè. Bên đây là không, đây màu khác không. À, màu khác. Đây nó vừa vàng mà vừa đỏ mà nó vừa hơi hơi nhạt nhạt nữa, đủ thứ màu á. Bạn thấy ha, nhìn kỹ ha. Đó. Đẹp. Nó khác. Và phía bên đây nó khác nữa. Còn đây khác nữa. Mà ở đây khác nữa. Bên này màu cam. Bên kia màu vàng ha. Còn cái nọ là cái hồi nãy là nó màu đỏ, màu màu vàng. Con này khác. À. Lại đây, đây cho mọi người xem lại cái này nữa nè, nó cũng một họ nó đó mà nó cái bông nó khác nữa. Nào, cái này nè, này cũng đẹp nè. Nhìn kỹ lại cái bông hồng này, cái này cái bông hồng này là mình ăn ý nhất á. Cây này là mua 45 đô ở Garden World á, 45 đô Úc. Bông hồng này là ăn ý á, không nó nở ra nè, nó bè ra giống như cái chén vậy. Ở trong đây là nữa là nó nở bung này ra luôn, nó bung ra luôn là cái nó tròn quay luôn chứ nó không có cái cánh trong luôn, nên là mình thấy cái nhị trong á, nó nở bung nó luôn. Hôm nay cuối tuần rồi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người theo dõi nha. Thấy mấy bông hồng đẹp quá, quay cho mọi người xem. Cái bông hồng cây này thì nó sai bông lắm. Mình hôm gài mình cắt hết mấy mấy nhánh rồi đó. Mà nó vẫn còn bông nhiều không? Mấy chục cái bông. Quá đẹp.
Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.